Đi mọi người, hôm nay thì ăn đêm với Kim nha. Bây giờ này mình đói bụng quá trời đất luôn. Nhà thì còn có mì xăm danh màu cam nè. Thế ra mình nấu mình ăn luôn nha. Hôm nay thì Kim sẽ ăn mì kèm với trứng luộc nha mọi người. Giờ mình sẽ luộc trứng trước nha, xong rồi mình sẽ luộc mì sau luôn. Trong gói mì xăm danh màu cam này thì có hai gói gia vị giống như cái màu kia thôi. Sau nhiều lần mình ăn mì xăm danh thì mình cảm thấy mình rút kinh nghiệm rất là nhiều luôn á. Dù cho gói mì màu gì thì gói sốt nó vẫn rất là cay nha mọi người. Này thì Kim sẽ chỉ cho mọi người cách pha nước sốt cho đỡ cay hơn. Các bạn mà không ăn cay nhiều được nha. Đổ gói sốt ra vào một cái chén nha. Pha tầm một muỗng tương ớt nè, một muỗng đường. Làm hết ăn chua thì cho xíu chanh giống như Kim nè. Cuối cùng là mình cho vài lát ớt. Lộn mình cho thêm một muỗng nước luộc mì hồi nãy nha mọi người. Mình trộn đều lên. Theo cái cách này thì cái nước sốt của mình sẽ đỡ cay hơn một tí nè. Vị nó cũng thanh và đậm hơn. Trộn mì thì mình có thể ăn với trứng luộc, dưa leo, rau luộc cũng được nha mọi người. Cái trứng nãy Kim luộc nè nó hơi te tua một tí mà cũng lòng đào rất là ngon luôn. Sau nhiều lần mình ăn mì xăm danh thì mình thấy cái loại nào nó cũng cay như nhau hết trơn. Cái khác bao bì tí thôi chứ ngoài ra thì nó vẫn cay như nhau nha mọi người. Nhưng mà bạn nào thích ăn mì xăm danh mà sợ cay thì có thể làm nó sốt giống như Kim nha. Lúc mình trộn mì thì mình cứ cho vừa phải thôi. Có đậu hết một lần như vậy mì sẽ rất là cay luôn. Ngày tối rồi Kim chỉ nấu một gói khi mà ăn thôi. Bình thường thì mình sẽ ăn hai gói cho nó no luôn. Đó là ăn xong mình chuẩn bị đi ngủ đó mọi người. Mình sẽ ăn vừa đủ thôi nha.